Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 15 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn số 09 về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa điện, Giám đốc các sở, trưởng các ban ngành đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 11 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ta tiếp tục được kiểm soát. Tuy nhiên, trên phạm vi cả nước, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan sang địa bàn tỉnh ta là rất lớn. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, trưởng các ban ngành đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ giải pháp sau đây. 1. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020. Người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, thường xuyên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thực hiện giãn cách trên 2 mét khi tiếp xúc giữa người với người tại nơi công cộng, thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện trừ các hoạt động hiến máu nhân đạo, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa, giải trí tại các điểm công cộng, các dịch vụ thể thao trong nhà, hoạt động bóng đá, trừ bóng đá chuyên nghiệp, dịch vụ tham quan du lịch tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, riêng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời không tập trung quá 10 người. Yêu cầu mọi người dân tổ chức đám hiếu hỉ, sự kiện không mời khách ăn uống, nếu có tổ chức ăn uống trong phạm vi gia đình thì không quá 20 người và phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. 2. Tiếp tục dừng hoạt động vận chuyển tất cả các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe buýt, xe taxi, xe điện bốn bánh trên địa bàn tỉnh cho đến khi có chỉ đạo mới của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. 3. Tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, cụ thể quán bar, vũ trường, karaoke, massage, spa, cắt tóc, gội đầu, khiêu vũ, yoga, internet, giải khát cà phê, trà chanh, trà đá, trà chén, giải khát vỉa hè và các dịch vụ tập trung đông người có nguy cơ lây lan dịch bệnh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quy định. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, không tổ chức phục vụ khách hàng ăn uống tại cơ sở, kể cả ăn sáng, uống bia, khuyến khích cung cấp các suất ăn uống theo địa chỉ của khách hàng. Các dịch vụ khác ngoài dịch vụ trên được phép hoạt động nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống dịch. 4. Yêu cầu các quầy thuốc chỉ bán thuốc cho người đến mua thuốc thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế cho mình và cho người sử dụng thuốc. 5. Học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm 2020. 6. Cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước đi làm bình thường từ ngày 16 tháng 4 năm 2020 nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại công sở. 7. Tiếp tục duy trì các trạm kiểm soát, tổ giám sát các cấp, tổ giám sát thôn, bản, khu phố để kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, trưởng các ban ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai ngay các nội dung giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch nêu trên, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh về tiếp tục thực hiện việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải tại công văn số 1179 của Sở Giao thông Vận tải ngày 31 tháng 3 năm 2020. Cụ thể, tiếp tục dừng hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe buýt, xe du lịch, xe taxi, xe điện bốn bánh hoạt động thí điểm trên địa bàn tỉnh, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe vận chuyển các đối tượng cách ly, xe chuyển bệnh nhân, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và được giám sát chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch.
Thời gian áp dụng kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2020 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có chỉ thị mới và thông báo tiếp theo của Sở Giao thông Vận tải. Phù hiệu xe ô tô do Sở Giao thông Vận tải cấp cho các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tạm thời không có giá trị sử dụng trong thời gian nêu trên cho đến khi có thông báo mới của Sở Giao thông Vận tải. Sau đây là thông tin cập nhật về tình hình COVID-19 tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, 16 tháng 4 năm 2020. Sáng nay, thế giới ghi nhận 2.082.822 người mắc COVID-19, 134.603 người tử vong, 510.046 người bình phục. Việt Nam có thêm một ca mắc mới COVID-19 là bệnh nhân nữ 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một bản của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, giáp biên giới Trung Quốc. Như vậy, tính đến sáng nay, Việt Nam có 268 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 160 người từ nước ngoài về, chiếm 59,7%, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng, chiếm 40,3%. Trong số những ca điều trị, đã có 33 ca có kết quả âm tính, trong đó 10 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Tại Thanh Hóa, có 2.171 người được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, trong đó 1.602 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả. 721 người trong số 951 người trở về từ ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai được lấy mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 15 tháng 4, các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Tĩnh Gia và công tác chuẩn bị tiếp nhận cách ly 105 chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn. Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại một số chợ nông thôn và làm việc với các tổ giám sát cấp thôn của huyện Tĩnh Gia, thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa ghi nhận công tác phòng chống dịch đã được chú trọng. Tuy nhiên, việc giãn cách xã hội tại các chợ vẫn chưa được thực hiện triệt để. Đối với một số các cháu đi học, đi làm ăn xa, đặc biệt đối với người đi làm ăn ở nước ngoài về, thì cái việc này thì tổ giám sát sau khi đến kiểm tra vận động, đi xuống tờ khai y tế, sau báo với lại ban chỉ đạo để có những biện pháp xử lý kịp thời. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra một số cơ sở cách ly mới được huyện Tĩnh Gia bố trí thêm để phục vụ cách ly khi nhu cầu tăng cao. Đặc biệt, tại khách sạn Anh Phát 3, nơi được trưng dụng làm khu cách ly tập trung để tiếp nhận, cách ly và quản lý các chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn trong vài ngày tới, công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Huyện Tĩnh Gia cũng đã thành lập ban điều hành khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 cơ sở 4 tại huyện Tĩnh Gia tại khách sạn Anh Phát 3. Thiết bị trong phòng thì đã được chuẩn bị đầy đủ theo tiêu chuẩn khách sạn 4 sao. Ngoài ra nữa thì cũng có tổ chức thêm một số các cái đồ ăn, thức uống là ăn sẵn để phục vụ đoàn một cách tốt nhất khi họ mới về vào trong thời gian họ sẽ ở. Ngoài ra nữa thì khách sạn Phép 3 cũng sẽ tổ chức cho cái ăn uống hàng ngày từ sáng, trưa và tối cho đoàn chuyên gia, đảm bảo vệ sinh an toàn phù hợp thực phẩm và đảm bảo đủ dinh dưỡng cho đoàn khi họ lưu trú tại đây. Thì hiện nay thì huyện thành lập một cái ban chỉ đạo quản lý khu cách ly của 12 người, trong đó giao cho huyện đội trực tiếp chỉ đạo điều hành tại khu cách ly và công an tham gia, trung tâm y tế tổ chức anh em ở đây. Và sau khi được thành lập thì huyện đã tổ chức chỉ đạo răng dây, rồi cắm biển, hướng dẫn bố trí các phòng nghỉ cho từng chuyên gia và phân công nhiệm vụ cho đến và tổ chức tập huấn cho đến từng thành viên trong cái ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đề nghị huyện Tĩnh Gia tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt đối với khu cách ly tập trung tại khách sạn Anh Phát 3, nơi sẽ tiếp nhận cách ly 105 chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn trong vài ngày tới. Công tác phòng chống dịch không chỉ đảm bảo theo quy định của nhà nước, khuyến cáo của ngành y tế, mà còn phải đảm bảo các yêu cầu về đối ngoại, tạo điều kiện tốt nhất cho các chuyên gia trong thời gian cách ly y tế tại đây. Tại Việt Nam, số ca nhiễm COVID-19 tuy có dấu hiệu chậm lại nhưng số ca lây nhiễm trong cộng đồng gia tăng. Nhiều ca nhiễm không xác định được nguồn lây, không có biểu hiện bệnh. Đây là nguy cơ cao dịch xâm nhiễm trong cộng đồng tại Thanh Hóa. Trên địa bàn tỉnh những ngày qua, một bộ phận người dân và cơ sở kinh doanh dịch vụ vẫn còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Trong 2 tuần cao điểm cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19,
Tổ kiểm tra thành phố Thanh Hóa đã kiểm tra 158 cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện xử lý 10 cơ sở vi phạm. Trong đó, một cơ sở kinh doanh karaoke và một cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet không chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động. 8 cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với khách lưu trú. Lực lượng chức năng của thành phố Thanh Hóa cũng đã xử phạt hành chính 67 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và đang xem xét xử lý hình sự một trường hợp có hành vi chống đối người thi hành công vụ. Chúng tôi là thường xuyên đi kiểm tra. Ngày nào tổ cũng có mặt trên các cái địa bàn trên toàn thành phố để kiểm tra các cái hoạt động của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Có một số cơ sở thì là đã chưa chấp hành tốt các cái quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, và qua kiểm tra thì tổ cũng đã tuyên truyền nhắc nhở và xử lý vi phạm. Tại huyện Hoàng Hóa, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hoàng Hóa đã thành lập 3 tổ kiểm tra liên ngành và nhiều tổ giám sát thường xuyên tuần tra kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ và công tác phòng chống dịch tại các địa phương. Lực lượng chức năng huyện Hoàng Hóa đã phát hiện lập biên bản vi phạm 5 vụ việc vi phạm do vẫn tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, tụ tập đông người khi đang có yêu cầu tạm dừng. Chúng tôi cũng thấy cái khu vực này á, là nó cũng chưa đến mức là nó nguy hiểm, cho nên thành ra là cái nhận thức là nó cũng đang còn thiếu. Thành ra là chúng tôi cũng có vi phạm về cái công tác dịch vụ. Được cơ sở công an rồi là bên phòng văn hóa huyện gọi là liên ngành đến kiểm tra và cũng làm biên bản và nhắc nhở, thì chúng tôi đã nhận thấy và từ hôm đó đến nay là thực tế là 100% là thực hiện. Trên địa bàn thị trấn Bước Sơn hiện tại là có trên 36 hộ kinh doanh trong diện điều kiện phải tạm dừng hoạt động. Ban nhân dân đã thành lập các tổ công tác thường xuyên các ngày các đêm để đi kiểm tra và xử lý. Tại các huyện Nông Cống, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu không chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động. Người dân không đeo khẩu trang tại nơi công cộng cũng đã bị xử lý hành chính. Để việc phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả, rất cần sự tự giác của mỗi người dân. Và cùng với công tác tuyên truyền, khuyến cáo vận động, việc xử lý các vi phạm trong phòng chống dịch là cần thiết và được dư luận đồng tình ủng hộ. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình một số tổ chức cá nhân hiện nay có biểu hiện lơ là chủ quan, chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhiều phường xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã siết chặt việc xử lý các hành vi vi phạm, trong đó có các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đây được coi là một trong những biện pháp quan trọng để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh từ trong cộng đồng. Mỗi buổi chiều, đại lộ Sếp đoạn qua địa bàn phường Quảng Thành thường có đông người dân đi tập thể dục. Bên cạnh những người dân tự giác đeo khẩu trang khi ra đường, giữ khoảng cách an toàn theo hướng dẫn của ngành y tế phòng tránh dịch bệnh COVID-19, vẫn còn một số trường hợp còn chủ quan, không đeo khẩu trang. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Quảng Thành đã phân công lực lượng chức năng thường xuyên bám chốt, nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang. Đối với trường hợp lần đầu vi phạm sẽ nhắc nhở, phát khẩu trang miễn phí. Còn đối với trường hợp tái vi phạm sẽ bị lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện tại, bây giờ phường đã có 7 trường hợp đã xử lý phạt vi phạm hành chính theo quy định 167 của Thủ tướng Chính phủ về cái phòng chống dịch bệnh trong cái lĩnh vực y tế đã xử lý phạt hành chính. Ngoài ra thì sau khi xử phạt, chúng tôi đã thực hiện biện pháp tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường và phố để nâng cao cái hiệu quả tuyên truyền đối với người dân, nâng cao cái nhận thức của nhân dân trên địa bàn phường. Chỉ tính từ đầu tháng 4 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Thanh Hóa đã xử phạt hành chính 67 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng. Trong thời gian tới thì chúng tôi không dừng lại ở việc là tuyên truyền nhắc nhở mà kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm, để mục tiêu là không để tình trạng dịch bệnh xảy ra trên địa bàn phường Đông Hải. Tuy nhiên, theo thực tế ghi nhận, vẫn còn một bộ phận người dân không chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc chỉ đeo đối phó khi có kiểm tra. Dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Tâm lý chủ quan lơ là, không chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch của một bộ phận người dân có thể sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Vì vậy, việc tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giám sát và xử lý vi phạm là rất cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần nâng cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch.
trong đó có việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Để đáp ứng nhu cầu của người dân và tổ chức đơn vị doanh nghiệp về các dịch vụ bưu chính, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì cung ứng dịch vụ, đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng trước dịch bệnh COVID-19. Thực hiện các quy định của ngành y tế về phòng chống dịch COVID-19, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo tất cả các bưu cục nghiêm chỉnh chấp hành việc khai báo y tế đối với nhân viên bưu chính, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cho khách hàng khi đến giao dịch. Hôm nay tôi đi đến Bưu điện thành phố Thanh Hóa giao dịch. Hiện nay đến đây là có nước rửa tay đến giao dịch của cán bộ công nhân viên bưu điện rất nhiệt tình, và trong thời gian COVID-19 thế thật sự chúng tôi đến giao dịch đông người này, bản thân tôi rất yên tâm. Do đặc thù công việc, hàng ngày đội ngũ giao dịch viên, bưu tá, lái xe phải tiếp xúc với rất đông khách hàng. Chính vì vậy, tất cả nhân viên đều đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và chú ý giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Cùng với đó, Bưu điện tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa để triển khai dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân không cần phải đến Trung tâm Hành chính công nhưng vẫn giải quyết được thủ tục hành chính. Giải quyết thủ tục hành chính và nhiều tổ chức thì cũng đã không thực hiện tiếp nhận trực tiếp tại địa chỉ của cơ quan mà chỉ thực hiện tiếp nhận qua bưu điện. Do vậy thì Bưu điện thành phố Thanh Hóa cũng đã bố trí lực lượng lao động phân ca kíp phù hợp để đảm bảo là phục vụ tốt nhất cái nhu cầu của các cá nhân tổ chức. Và trong cái quá trình tiếp nhận tại địa chỉ của các cái cơ quan doanh nghiệp như vậy thì Bưu điện thành phố Thanh Hóa cũng thực hiện tốt cái công tác phòng dịch. Trong tháng 3 và nửa đầu tháng 4 năm 2020, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa đã chuyển phát an toàn gần 600.000 bưu phẩm gửi cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nhiều công văn chỉ đạo của các ban ngành, báo cáo của các địa phương, cơ quan về dịch bệnh COVID-19. Những nỗ lực của ngành bưu điện không chỉ đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ bưu chính của tổ chức cá nhân, mà còn góp phần chung tay cùng các cấp, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuyên truyền nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác của người dân có vai trò rất quan trọng đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để góp phần vào công tác này, Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Văn hóa các địa phương trong tỉnh đã xây dựng nhiều sản phẩm truyền thông đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để mọi người dân đều được tiếp cận thông tin, chủ động phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của các cấp, các ngành và hướng dẫn của ngành y tế. Tại huyện miền núi Như Xuân, công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đã triển khai rộng khắp với gần 1.000 pano lớn nhỏ, hơn 100 băng rôn. Riêng hình thức tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, xe máy trên địa bàn huyện cũng đã ghi nhận được trên 400 cuộc với gần 1.500 giờ. Thông tin về hoạt động của các địa phương đơn vị đều được cập nhật và báo cáo kịp thời qua mạng xã hội, hạn chế việc kiểm tra, tiếp xúc trực tiếp giữa các cơ quan chức năng với người dân trong những ngày giãn cách xã hội. Gần như là tuyên truyền xuyên suốt, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Đặc biệt là người dân miền núi thì người ta đi làm đồi làm nương. Vì tận dụng cái thời gian như thế, kể cả là buổi tối, chập tối, thì các cái tổ tuyên truyền lưu động đi đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền. Tất cả từng người, người ta không cần phải đọc thì người ta sẽ nghe. Và người ta có thể người ta vừa làm, người ta vừa nghe các thông tin. Không chỉ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, các nội dung tuyên truyền lưu động và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh huyện và truyền thanh cơ sở được cập nhật liên tục, sát đúng với chỉ đạo của Trung ương của tỉnh. Qua đó cung cấp cho người dân những thông tin kịp thời, chính xác, từ đó để họ có biện pháp ứng xử phù hợp với từng cấp độ của dịch bệnh. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 thì chúng tôi đã tăng cái thời lượng tuyên truyền hàng ngày là 6 lần trên một ngày vào các khung giờ theo quy định, và chúng tôi tập trung tuyên truyền các cái văn bản, các cái công văn chỉ đạo của cấp trên, tập trung tuyên truyền khuyến cáo cho nhân dân các cái biện pháp phòng chống dịch và các cái biện pháp cách ly tại nhà. Nếu như pano, băng rôn, khẩu hiệu được đặt ở các nơi công cộng, trụ sở làm việc, các điểm sinh hoạt cộng đồng, bảng tin và những nơi đông dân cư, thì tuyên truyền lưu động và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở là hình thức phủ rộng khắp đến mọi người dân ở các địa phương trong tỉnh. Tỉnh khi chỉ đạo các trung tâm văn hóa huyện, thị xã, thành phố về công tác tuyên truyền. Vì vậy, từ khi có dịch bệnh COVID-19 đến nay, 27 trên 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều tập trung khai thác triệt để và nâng cao hiệu quả của hình thức tuyên truyền này. Không riêng gì xe ô tô mà chúng tôi còn phối hợp với các cái cán bộ tuyên truyền lưu động đi xuống từng vùng bản, vùng miền núi xa xôi hay là
những cái nơi mà rất là khó khăn mà tiếp cận với những cái thông tin của nhà nước mình cũng như là của địa phương. Đấy thì chúng tôi dùng bằng là xe máy, có thể là bằng đi bộ để rồi là tuyên truyền tốt nhất. Hoặc là chúng tôi còn có những cái bài tuyên truyền dịch sang các tiếng dân tộc thiểu số để rồi đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận tốt nhất với những cái thông tin mới nhất để mà phòng tránh dịch lây lan. Không trực tiếp gặp, cũng không phải trực tiếp tiếp xúc, song các hình thức tuyên truyền trong hệ thống các trung tâm văn hóa từ tỉnh đến cơ sở đều đang cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho người dân. Qua đó góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh và bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 15 tháng 4, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai các tiểu dự án thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập VKP8 do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập VKP8 là dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Trong đó, Thanh Hóa được tham gia 3 tiểu dự án với 24 công trình được đầu tư sửa chữa, nâng cấp. Tổng kinh phí phân bổ là hơn 487 tỷ đồng, trong đó vốn của Ngân hàng Thế giới chiếm 95%, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh. Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2020. Đến nay, Thanh Hóa đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng một công trình là Hồ Đồng Bể trên địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh và xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn. Về kế hoạch thực hiện trong năm 2020, chủ đầu tư tiếp tục triển khai công tác xây lắp 6 hồ theo hợp đồng đã ký, dự kiến hoàn thành bàn giao vào cuối quý 2 năm 2021, tổ chức đấu thầu và trao thầu xây lắp 5 hồ vào quý 3 năm 2020, dự kiến hoàn thành bàn giao vào đầu quý 1 năm 2022. Đối với 12 hồ còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện các tiểu dự án này đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc như phải điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn, vốn VKB, vốn đối ứng do mức phân bổ vốn đối ứng trong quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rất thấp, không đáp ứng đủ nhu cầu vốn đối ứng thực tế. Định mức dự toán các công việc thực hiện, giá ca máy đã có sự thay đổi so với thời điểm lập dự án. Các tiểu dự án thuộc diện sửa chữa, nâng cấp nên không được phê duyệt hạng mục giải phóng mặt bằng, nhưng thực tế thi công lại phát sinh hạng mục này. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền nhấn mạnh, việc thực hiện 3 tiểu dự án thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tại Thanh Hóa thể hiện sự quan tâm rất lớn của Trung ương, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai của Thanh Hóa. Do vậy, chủ đầu tư và các sở ngành có liên quan phải tập trung khắc phục khó khăn, tích cực triển khai các hợp phần, các hạng mục đã được phê duyệt. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, đối với 6 công trình đang tiến hành xây lắp, chủ đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương có liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các yêu cầu, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa đảm bảo phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai. Đối với các công trình đang lập hồ sơ đầu tư, chủ đầu tư phải khảo sát cụ thể hiện trạng từng hồ đập, hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng để không làm tăng vốn đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa để kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ hoặc phối hợp với các bộ ngành trung ương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để thực hiện dự án. Chiều qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các hiệp hội doanh nghiệp toàn quốc để trao đổi lắng nghe các ý kiến kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị. Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh thành trong cả nước cho rằng, thời gian qua, chính phủ đã có những quyết sách đồng bộ, thể hiện tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là các chính sách về tiền tệ và tài khoá để hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng việc thực thi phải được triển khai với tinh thần khẩn trương như chống dịch. Nhanh một ngày là doanh nghiệp có thể phục hồi, chậm một ngày doanh nghiệp có thể bị xóa sổ. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đề nghị VCCI kiến nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo tập trung cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư có đủ tiềm lực về tài chính, đầu tư vào các lĩnh vực.
kiến nghị ngành ngân hàng bên cạnh các giải pháp hoãn, giãn nợ, giữ nguyên nhóm nợ nên xem xét giảm sâu hơn lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng hỗ trợ thuế phí tín dụng là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là những phản ứng khẩn trương, linh hoạt và có trách nhiệm của cơ chế và bộ máy để có thể tiếp sức cho doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp mong rằng cải cách thể chế sẽ được đẩy mạnh trong những tháng tới để làm bệ đỡ cho doanh nghiệp vượt qua đại dịch và chuẩn bị tâm thế cho giai đoạn phục hồi, phát triển ngay sau khi dịch bệnh được khống chế. Những ý kiến của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp sẽ được VCCI tập hợp báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp giữa Thủ tướng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp cả nước với chủ đề tái khởi động nền kinh tế để vượt qua dịch bệnh COVID-19, dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4 tới đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.